Còn bây giờ thì Cà Phê Sáng tiếp tục với những thông tin rất hữu ích cho mỗi ngày, đó là thời tiết. Hãy gặp gỡ với Thanh Vân ngay bây giờ, xin mời. Xin mời chị Thanh Vân ạ. Xin chào ngày mới anh Lê Anh cũng như quý vị khán giả của Cà Phê Sáng ạ. Ngày hôm nay với miền Bắc thì vùng đồng bằng như tại thủ đô Hà Nội thì buổi trưa trời vẫn còn oi và chỉ có vùng núi thì do có mưa nhiều nên không khí mới dễ chịu hơn. Còn khu vực Nam Bộ thì vẫn đang trong chuỗi ngày ít mưa, nắng nhiều và thậm chí là ngày hôm nay thì nắng nóng còn có xu hướng gia tăng hơn nữa. Dấu hiệu là ngay từ sáng tại thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng đã có nắng rồi ạ và nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 28 độ, không khí thì cũng sẽ nóng dần lên. Dự báo đến trưa nay thì nắng càng mạnh và trời sẽ nóng hẳn lên, nhiệt độ thì cũng sẽ tăng nhanh. Vào lúc 10 giờ là 32 độ, thì đến 13 giờ thì khả năng có thể chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Trời mưa rào thì có thể xuất hiện vào khoảng thời gian là chiều tối nhưng mà sẽ rất nhanh, vì vậy mà thời gian nóng thì có thể duy trì đến tận buổi tối. Đến 19 giờ thì trời vẫn còn oi khi mà nhiệt độ ngoài trời vẫn là 31 độ. Trời nóng lên và nắng mạnh đúng vào dịp cuối tuần khi mà chúng ta có những kế hoạch vui chơi ngoài trời. Vì vậy mà quý vị cũng đừng quên việc bôi kem chống nắng nhé. Và phù hợp nhất là trong những ngày nắng gắt như thế này thì có thể sử dụng những loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 cho đến 50. Nếu mà quý vị sử dụng kem chống nắng hóa học thì lưu ý là nên bôi trước từ 15 đến 20 phút để kem có thể thẩm thấu tốt hơn. Còn với những loại kem chống nắng vật lý thì sẽ có hiệu quả ngay khi sử dụng. Và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến phần dự báo chi tiết cho các khu vực khác trên cả nước. Thị xã Sapa ngày hôm nay vẫn có mưa dông, trời lành lạnh, nhiệt độ buổi trưa khoảng 22 độ. Thành phố Hạ Long ngày hôm nay cũng có mưa bất chợt, nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Thủ đô Hà Nội sáng và trưa nay vẫn có nắng, oi nóng với mức nhiệt 32 độ, chiều có mưa trở lại. Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tiếp tục nắng nóng, giữa trưa nhiệt độ cao 37 độ. Thành phố Hội An trưa chiều nay nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới trên 37 độ. Thành phố Đà Lạt nắng từ sáng đến chiều nay, nhiệt độ không quá 26 độ, về chiều tối có thể xuất hiện mưa dông, đề phòng với sấm sét. Thành phố Cà Mau dự báo ngày hôm nay nắng nhiều, trưa chiều khá nóng 34 độ, chiều tối có mưa dông và rất nhanh.